Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay tôi sẽ show cho anh em xem một số arc rất là ok. Arc đầu tiên thì đặc quyền VIP 7, level 100, KD cực kỳ cao 1.73 và hạ gục 47.000 kill. Arc còn 3.198 kim cương nhé, rất là ok, anh em mua gì thì mua. Đấy, và arc full 3 vòng, arc ring full nha anh em nhé. Giá thì hơn 1m6 thôi, nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Nói chung là chỉ duy nhất thủ arc đang cần tiền gấp nhé, mới có giá này thôi, đến ngày mai giá sẽ khác. AK47 Transformer, M4 Chan, M4 Bon Beat, M4 Beat, AWM Inferno Dragon. Riêng dòng 3Z VIP thì đầy đủ 3Z Bon Beat, 3Z Aura, 3Z Transformer, ZVK Level 2, X4 Phong Sơn ép đạn cho Team B, Team B 100 viên nha anh em nhé. A12 Hayfire, Golden Sack, Arcing Full, hai server như nhau nha anh em nhé, đây là Bon Beat. Rồi, cận chiến thì có cái Diều VIP Level 2, cái Katala VIP và cây Kerit Bon Beat thì được full một set 3Z Bon Beat, Akazusa M4A1, rồi Mouser Lobel Dragon M240 Betesla, đỏ CB Transformer, đỏ 3 viên. Đấy, X3 lục đồ bò, 2 lục đồ bò gold, 1 lục đồ bò lửa. Rồi IAS Phonix này, kiếm vàng, Katala Transformer, Dao Fury, khung tím cực kỳ nhiều anh em nhé. Akachao, Akagon X2, AK47 Blue Battery, khẩu này đã mắc tinh thông này, bắn rất là phê luôn. Đấy, 9A91 X-Max, nói chung là cái cực kỳ nhiều súng tím luôn, là thời kỳ đầu. Barret Royal Dragon X4. Đấy, kéo qua cho anh em xem thôi vì nó rất là nhiều súng. Rồi 3Z Spin. Đấy, còn bình thường là cái trên group nó phải bán thì phải gần 2 triệu. Đặc sinh full nha anh em nhé. 3 quả lựu đạn Cơn Lan level 100. Đấy, nhân vật thì Velos này, rất là ngon. Ghost. Và Velos cực kỳ đẹp. Ghost và full nhân vật 3 vòng quay. Thì vật phẩm thì cũng nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP 3 dòng 5 sao. Dây chuyền 2 1 dòng 5 sao. Đấy, full One Beat nha anh em nhé. Thiên phú cực kỳ đẹp luôn, nói chung là thiên phú rất là đẹp luôn, gần mắc hết rồi. BBB thì đã mắc nha anh em nhé. Đó, rồi tôi sẽ đến với cái arc tiếp theo vì hôm nay rất là nhiều arc. Tiếp tục đến với cái arc số 2, cũng là một arc ring full nha anh em nhé. Arc 2 server, đặc quyền VIP 4 level 83, KD cũng rất là ok, 1.36 và hạ gục hơn 7.000 kill. Còn 4.565 kim cương nha anh em nhé. Rồi tôi sẽ vào sâu những khối đồ. Thì bên iOS thì chỉ full một vòng thôi, còn bên Android gần full 2 vòng, giá hơn 400k. Và đặc biệt hôm nay có một số arc sẽ nhận thẻ cao nha anh em nhé. AK47 Transformer, AWM Inferno Dragon. Đấy, vòng 3Z Bon Beat này, ZBK, 6 Long, Phong Sơn Băng, Golden Sack, Dee Thunder. Cận chiến thì ngon nhất có cây Diều VIP Never 2, Akazusa, 3Z Lobel Dragon, M4A1 Anonymous. Đấy, cung Bozonda và một số súng ở server Android rất là ngon này. Khẩu M4A1 Manman, có scope này, IAS Phonix Gold, nắm đấm Titan, thương xét. Súng tím thì có AK Wukong, AK Belly, M4 Băng, quắm. Rồi một số súng mới như M4A1 Commander này. Rồi QBZ Royal Dragon rất là ok. Khẩu này mua 5k kim cương nha anh em nha, không phải rẻ đâu. Check QBZ 03. Rồi QBZ Royal Dragon. Đấy, nói chung là cũng rất là nhiều súng tím này, DIE cực kỳ nhiều nhé. Anh em nhìn cái khẩu AWM Segmin này biết là nhiều này. Cả gần chục khẩu, rồi khẩu ZBK cũng thế 7-8 khẩu luôn. Jacking Bull. Rồi nói chung là rất chịu khó DIE, hai quả lựu đạn cần la. Nhân vật thì cực kỳ ngon nhé anh em nhé, có con nhân vật hai vòng quay và con solo COVID rồi. Đấy, vật phẩm thì có nhẫn này, nhẫn thì cũng ngắm kẻ địch hiện HP, nói chung nhẫn là rất là ok. Thiên phú cũng khá là ngon nha anh em nhé, thiên phú này cũng rất là đẹp rồi. BBB thì đã mắc gỡ bom nhanh. Đây, thì anh em nào chơi bên Android thì arc này để đầu tư rất là ok nhé, còn iOS thì chỉ full được vòng AK thôi. Riêng bên Android thì anh em còn 3 ô nữa là full vòng, và đây thì còn đủ quay một ô nữa nha anh em nhé. Nói chung là còn 2 ô là full vòng thôi, đây còn 4.5k kim cương này. Đấy, đặc quyền VIP 4 thôi, level 83, KD 1.36, còn 4.5k kim cương. Có đồ đầy đủ súng anh em chơi nhé, full vòng AK các thứ, trong cận chiến rồi cung, một số súng mới của bên server Android.
nhân vật Toluco, Aoi và Rose. Vật phẩm thì nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Đấy, và 3 ô nữa thì full vòng, nhưng mà còn tận gần 5k kim cương. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card số 3, thì hàng này tôi sẽ sâu lại thôi. Đấy, đặc quyền VIP 6 level 74, KD 1.38 và hạ gục 2580 kim, còn hơn 200 kim cương thôi. Nói chung là bữa nay thì có cũng rất là ok nhé anh em nhé. Giá cả rất là ngon, là rẻ hơn thị trường. Tại vì nói chung chủ ạc cũng đang cần bán gấp, cũng hơn 1m6 thôi. Akashan Former, M4 Transformer, M4A1 Bon Beat, M4A1 Quái Thú Vô Hình, Jequery, M4A1 Thiên Sứ. Nói chung là dòng M4 VIP đầy đủ nhé anh em nhé. Full 3 vòng, ạc Zalo cực kỳ ngon. Rồi 3Z Bon Beat, 3Z Aura, 3Z Transformer. Đấy, dòng 3Z VIP thì đầy đủ 3 khẩu. X3 thông sân băng để ép đạn cho team B. Team B 90 viên, A12 Hi-Fi, Golden Shark, DE Bon Beat. Nói chung ạc này ngon hơn ạc kia thì được cái là có mấy cái trận chiến VIP thôi. Đấy, Kuri VIP Inferno, hiệu ứng cực kỳ đẹp. X2, Sẻng này, rồi Sẻng Bon Beat, Wood B Bá Tước, X2, Master Lobel Dragon, BCA xe Lobel Dragon. Rồi quả trứng vịt thối, quả này thì 4.5k một quả nhé, hai quả gần 10k đấy. Rồi cung đục đầu bò băng, đục đầu bò lửa, móng rồng. Rồi xếp cung công. Nói chung súng tím khá là nhiều, các kim bun các thứ. Nhân vật thì có Soloco X2 và cũng có gốt nha anh em nhé, cực kỳ ngon, đi danh thì cực kỳ ok. Và hiện tại TMB thì đang bị cấm 1 tuần, nên anh em nào không có TMB thì tranh thủ mà leo danh đi. Đấy, nhẫn 3 dòng 5 sao, dây chuyền cũng 3 dòng 5 sao, cực kỳ đẹp. Chứ còn để tuần sau lại có team B rồi là leo danh sẽ khó hơn. Thiên phú thì úp được khoảng hơn 50% thôi. Đấy. Vòng quà thì đã full 3 vòng nha anh em nhé. Và vòng quay VIP thì mới quay được thêm 1-2 ô thôi. Đấy, KD rất là ok, 1.38. Kho đồ thì đầy đủ full 3 vòng. Dòng M4 đầy đủ, dòng 3Z VIP đầy đủ, team B 90 viên. Cận chiến thì quắm X2 và sẻng, cận chiến toàn cận chiến ngon thôi. Cung, lục đồ bò. Nhân vật thì Soloco và Ghost rồi. Nói chung là rất là ngon nha anh em. Đấy, tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo. Card Zalo nhé. Nói chung cũng khá là ngon, đầy đủ súng anh em chơi. Giá thì hơn 200k. Độc quyền VIP 3 level 85, KD 0.92. Có đồ thì đầy đủ M4A1 Thiên Sứ, AL94 VIP, Agazosa, nói chung khẩu này bắn rất là ok, Catalan Transformer, Dao Fury và bắn Z thì có set bắn Z Belly. Đấy, có cả lục và quắm. Akagon. Rồi một số khẩu cậu DE. To be Chicken, Sẻng X-Mark. Đấy, và nhân vật thì đặc biệt là ngon là đã săn được con gốt anh em nhé. Nói chung là đầu tư con gốt này rất khó, ạc Zalo cực kỳ ngon và an toàn. Đấy, nhẫn thì 2 dòng 4 sao, 1 dòng 5 sao. Rồi thiên phú thì cũng rất là ok. Nói chung là úp đều, BVB thì gần mắc hết rồi, còn 1-2 ô nữa là mắc thôi. Anh em nào mua về đầu tư vòng AK cũng rất là ok, 5 ô nữa full vòng AK nhé. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo. Đặc quyền VIP 5 nha anh em nhé, level 95, ra đây cực kỳ chất luôn. Ra đây 2.35 và hạ gục 50.000 kim, còn 363 kim cương để anh em mua thẻ đổi tên. Và đặc biệt là ạc này cũng hạ giá luôn, riêng trong ngày hôm nay thôi, sẽ giá 1 triệu thôi. Bình thường trên group full một vòng và có team B thì sẽ giá vào rơi vào tầm khoảng 1.2 triệu. Ở trên shop thì sẽ khoảng 1.3 triệu đến 1.4 triệu. Hôm nay sẽ có giá đặc biệt 1 triệu thôi. Đấy, nói chung là cũng đầy đủ để súng để anh em chơi. AK-47 Transformer, M4A1 Bon Beat, M4A1 S Jaguari, 3Z Bon Beat, ZBK, mấy cờ level 2. Đấy, thông sân băng để ép đạn cho team B, team B 70 viên nha anh em nhé. Golden Shark, DE Thunder, IAS Phonix này, rồi kiếm vàng, chổi lông gà X2, set vũ công, set M4 Belly, rồi set 3Z Belly, AK-Chao là quay ở vòng 100 kim cương ở thời đầu tiên nha anh em nhé. Hai khẩu, nói chung rất nhiều súng tím luôn.
Rồi AKM4 giải đấu hàn 991 cung hoàng đạo AWM Argon này. Rồi MB5 34 khẩu. Rồi một khẩu SMG cung hoàng đạo nữa. Đấy, cực kỳ nhiều súng tím luôn. Nói chung là đọc mỏi mồm luôn anh em ạ. Kéo này. Riêng cái dòng DIE Awison M14 này, M16 Oppo em xếp giờ BK các kiểu cực kỳ nhiều. Đấy, hai quả smoke vĩnh viễn, một quả flash vĩnh viễn. Điệu đạt clan có một quả, nhân vật thì full nhân vật hai vòng quay. Đấy, vật phẩm thì có một số vật phẩm thôi. Đấy, thiên phú cũng rất là đẹp anh em ạ. Nói chung là thiên phú rất là đều. BBB thì đã mắc gỡ bom nhanh và còn một hai vài ô nữa là mắc thiên phú BBB thôi. KD cao 2.35, hạ gục 50.000 kim. Nói chung là đấy, đầy đủ súng nhá anh em nhá. AK rồi M43Z, súng DIE đầy đủ, team B 70 viên và một số cận chiến thôi. Nói chung là tuần này thì team B đang bị cấm thì anh em vẫn có thể bắn được bằng AK các thứ. Nó chỉ cấm một tuần thôi. Rồi tôi sẽ đến với cạp tiếp theo. Rồi đến với một số ạc cuối cùng. Thì còn hai cái ạc cuối sẽ là những ạc giá rẻ nha anh em nhé. Đặc quyền VIP 2 level 76, KD rất là ok, 1.67 và hạ gục 12.000 kim. À còn 1K2 kim cương. Đấy, giá rất là ok thôi. Ạc này thì 200k, có Thompson này, Golden Sack, M4A1 Anonymous, Curry Royal Dragon. À quên, cây Curry Ultimate Gold chứ. Cây này là súng K. Đấy. Rồi M4A AK đổi xu này, AK47 trao, AK47 Gold, AK2 server nha anh em nhé, ạc Zing. Hai server đều như nhau, 9A91 XMAX. Đấy, và rất là nhiều súng tím, Jacking Bull các kiểu. Ạc này thì 3Z chỉ có 3Z đen thôi. Và đặc biệt là những cái ạc cuối này sẽ nhận cả thẻ cao, rất là ok cho anh em mua. Nhân vật thì có Aoi và Rose và con Gold vĩnh viễn nha anh em nhé. Cực kỳ ngon luôn, không bao giờ có chuyện có Gold mà ngon mà rẻ được. Thì đi săn bây giờ rất là khó luôn. Đấy. Nhẫn thì ngắm kẻ địch hiện HP, hai dòng 3 sao, một dòng 5 sao. Đây truyền cũng có ba dòng 3 sao nha anh em nhé. Thiên phú ok. Đấy, BBB một ô nữa là mắc chính xác súng loa. Đã mắc cỡ bom nhanh. Rồi, ta sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi đến với cạc cuối cùng, cũng là một ạc Zing và hai server như nhau. Đặc quyền VIP 3, level 65, KD 1.03, hạ gục hơn 4.000 kill. Chung ạc này thì không có gì đâu anh em ạ. Đấy, có mỗi quả 6 lòng thôi. Và giá cũng mấy chục ca thôi. Nhưng mà được cái rất nhiều súng tím ngon. Agung M4A1 Glory. Khẩu này còn có cả kill mắc luôn. Đấy, đổi lên được M4 One Beat anh em ạ. Rồi, set 9A91 pha. Và đặc biệt là 3Z nhé. 3Z cũng có set 3Z Belly. Đấy, có mấy chục ca thôi. Rồi M4A1 XS này. Rồi, set QBZ03 vừa team B Royal Dragon rất là ok, khẩu này cũng hơn 2k kim cương quắm. Jacking Bull AK47SS đổi lên được AK Chao anh em ạ, hết có hơn 900 kim cương coi. Rồi 3Z có thêm cả 3Z đen nữa, nói chung là mấy chục ca thể cao thôi anh em, mà mua về chơi tạm rất là ok. Nhân vật chưa quay ra, vật phẩm thì có một số điểm thiên phú chưa úp và có nhẫn cực kỳ đẹp. Đấy, riêng cái nhẫn này đã trị giá rồi, ba dòng 5 sao, ngắm kẻ địch hiện HP. Thiên phú thì úp được ok nhé, BBB úp cũng khá là nhiều rồi. Đấy, úp được khoảng 50-60%. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em mua ạc thì inbox Zalo tôi. Và đặc biệt là khi nào inbox thì nhớ check kỹ số điện thoại tôi nhé. Nói chung là cũng có rất nhiều người fake thì anh em cần phải cẩn thận. Có thể alo tôi trực tiếp cũng được, không sao cả, lúc nào tôi cũng nghe máy. Rồi, tạm biệt tất cả anh em.